Đền Bạch Mã. Đền Bạch Mã thờ thần Long Độ, tọa lạc tại số nhà 76, phố Hàng Buồm, được nhân dân ta từ xưa tới nay tin rằng rất linh thiêng. Sử sách tiền nhân để lại còn ghi rõ câu chuyện nhuốm màu huyền bí về sự tích ngôi đền này. Sự tích đền Bạch Mã. Sử sách tiền nhân ghi rõ câu chuyện thần bí về sự tích đền Bạch Mã. Sau khi rời đô ra Thăng Long để tiện việc phòng bị giặc giã, Lý Công Uẩn, vị vua khai sáng triều Lý, bắt tay ngay vào việc đắp lũy xây thành. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là thành xây đến đâu, dù gia cố thế nào cũng vẫn bị sụp đổ. Thấy việc dựng thành gặp khó khăn, vua Lý Thái Tổ bèn tới chỗ đền thờ thần Long Độ, được nhân gian coi là thần cai quản chốn Đại La, để cầu đạo, xin được phù trợ. Đêm đó, nhà vua nằm mộng, thấy thần Long Đỗ nói rằng: cứ theo dấu chân ngựa mà đắp thì thành tất sẽ vững vàng. Thần vừa dứt lời, một con ngựa trắng từ trong đền đi ra, thủng thẳng, đi từ hướng Tây, rẽ qua hướng Đông một vòng rồi biến mất vào trong đền. Hôm sau, vua Lý Thái Tổ cho đắp thành theo dấu chân Bạch Mã trong giấc mộng. Quả nhiên, thành Thăng Long không bị lún sụt nữa. Nhà vua cảm kích trước sự phò trợ của thần Long Đỗ, bèn ban sắc phong thần làm quốc đô định bang thành Hoàng Đại Vương, lại cho tặng một bức tượng ngựa trắng để thờ trong đền. Đền thờ thần Long Đỗ cũng có tên là Bạch Mã từ bấy giờ. Đền thờ thần Long Đỗ có từ bao giờ? Như đã nói, năm 1010, khi Lý Công Uẩn rời đô về Thăng Long, thì đền thờ thần Long Đỗ đã hiển hiện ở đó rồi. Như vậy, người dựng đền thờ thần Long Đỗ lại không phải là Lý Công Uẩn. Trong cuốn Việt Điện U Linh Tập của Lý Tế Xuyên còn ghi lại nguồn gốc và thời điểm xây dựng đền thờ thần Long Đỗ. Câu chuyện này gắn liền với Cao Biền, viên quan Bắc Triều, được phái tới đô hộ nước ta ở giai đoạn cuối cùng của thời kỳ Bắc thuộc. Do triều đường phương Bắc bấy giờ đã vào thời kỳ mục ruộng suy yếu trầm trọng, nên để duy trì sự cai trị đối với nhân dân ta, quân thần Đường Hàm Thông gắng sức xây lên hình ảnh một Cao Biền đầy tài thép. Tuy vậy, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tài thép Cao Biền không thể chấn yểm nổi mà phải run sợ trước thần khí của nước Nam. Việt Điện U Linh Tập chép rằng năm 866, Cao Biền khi ấy đã đắp xong thành Đại La, bèn ra cửa Đông dạo chơi. Bỗng gió nổi mây mù, một người cao lớn mặc áo gấm cưỡi rồng ẩn hiện. Cao Biền thất kinh, nảy ý sinh lập bùa trấn yểm. Đêm đó, Cao Biền nằm mộng thấy vị thần cao lớn hiện ra khoan thai nói: ta là tinh anh ở Long Đỗ, nghe tin ông đắp thành nên đến chơi, việc gì phải trấn yểm. Tỉnh dậy, Cao Biền bèn lấy vàng đồng và bùa chôn xuống đất để trấn yểm. Việc vừa làm xong, một trận cuồng phong nổi lên, vàng đồng và bùa của Cao Biền bị đánh tan thành tro bụi.
Cao Viễn hoảng hồn than thở: "Ta phải về phương Bắc mất thôi." Rồi lập tức cho người lập đền thờ thần Long Đổ. Quả nhiên sau đó ít lâu, Cao Viễn bị triệu về cố quốc và phải chết tức tưởi. Như vậy, đền Bạch Mã hay đền thờ thần Long Đổ đã được xây dựng từ năm 866 trước khi Thăng Long trở thành kinh đô của một nước độc lập. Lễ hội ở đền Bạch Mã. Đền Bạch Mã hiện còn giữ được 15 bia. Nội dung các bia đề cập đến sự tích của đền và thần, nghi lễ cúng thần, các lần trùng với tôn tạo. Đền còn được các đồ thờ như đồ lỗ bộ, gồm các vũ khí thời cổ xưa như xích, đạo, thương, câu liêm, được sơn son thép vàng, chạm khắc tinh xảo. Lễ hội ở đền hàng năm diễn ra vào tháng 2 âm lịch. Trước đó có tổ chức đánh châu rước xuân. Đền đã được Bộ Văn hóa xếp hạng di tích lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật. Kiến trúc đền Bạch Mã trải qua nhiều phen giặc giã. Đền Bạch Mã được trùng tu nhiều lần. Đến nay, kiến trúc đền Bạch Mã mang đậm dấu ấn kiến trúc của thời Nguyễn. Về tổng thể, đền Bạch Mã bao gồm các công trình tam quan, phương đình, đại bái, thiêu hương, cung cấm và nhà hội đồng. Tam quan được chia thành 5 gian. Gian giữa mở lối vào phương đình bằng cửa gỗ lớn. Phương đình được xây theo lối 2 tầng 8 mái, đao cong, sử dụng hệ thống cùng 3 phương đỡ góc mái. Nối giữa phương đình và đại bái là mái vòm hình mai cua. Đại bái cũng được chia thành 5 gian, nền lát đá xanh. Ở công trình này, ngoài 4 bộ vì dựng theo lối trồng giường lá chiêng hạ bảy, còn có 2 bộ vì hai bên đầu hồi được dựng theo lối kẻ truyền. Riêng 2 bộ vì giam giữa dẫn vào chính điện được chạm khắc các hình tứ linh trên nền hoa văn xoắn. Trên các đầu dư được chạm hình đầu rồng. Đại bái nối với thiêu hương cũng bằng mái ngọ cua. Thiêu hương và cung cấm có kiến trúc gần giống nhau, mái vuốt góc đao cong 2 tầng. Trong cung cấm là nơi đặt tượng thần Bạch Mã. Hiện nay đền Bạch Mã còn lưu giữ được 15 văn bia cổ cùng với nhiều các hiện vật có giá trị khác.